Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành tắm cho ba bé sốt Mỹ VIP của shop nha. Khách nhờ giữ chăm Tết giùm và tắm luôn nguyên một bộ. Đấy. Đã vô phòng. Đã hướng dẫn luôn cho cái chị khách xinh đẹp về cách nếu mà tắm một lần ba bé mà là tắm nhanh thì phải xài bằng cách nào nghe. Đó mình phải xài một cái lồng này nè. Lồng đem luôn ba bé này luôn. Mang vô hết toilet sau đó tắm. Mình sẽ dùng lại dầu son, dầu tắm xịn cho bé luôn nha các bạn, cực kỳ thơm nghe. Ta có đầy đủ dụng cụ ở đây rồi, bây giờ chỉ cần lắp cái máy quay vô thôi. Các bạn đợi mình chỉnh xíu, có một mình làm tất cả, kể cả việc quay clip luôn, hơi bị đuối. Nó mà có cái điện thoại cái là ăn hết luôn đó. Ok, giờ các bạn sẽ coi được rồi. Còn nước ấm cho bà bé luôn. Lần này nó có vẻ hơi nhát tắm rồi, vì bên nhà chủ đâu có tắm được nhiều đâu. Làm quen cho mấy bé nè. Đấy. Ok. Thế thông ý đứa. Đấy. Ừ. Đây là nước vàng khè luôn nha các bạn. Sao mấy đứa? Giờ kinh khủng. Đây chúng ta sẽ pha bột cho bé nha. Mình sẵn một cái xô. Xà bông hay là dầu tắm hay cái gì cũng vậy là hóa chất. Nên khi mà các bạn pha đừng tắm cho các bé thì nhớ pha trước. Đừng có đổ lên lòng trực tiếp không tốt. Đấy, pha sồn lên thì chỉ còn có đổ lên thôi. Vậy bỏ cho mấy bé hướng dẫn rất là chi tiết về dễ tắm nha. Cái dạng hạt sồn xíu chứ sao vậy. À, mình có cái áo. Kỳ lưng kỳ cọ cho mấy bé đi cắn không nữa, mình cắn cho con thì trai con trai này mất tiền nhất luôn á, bé màu trắng như các bạn, theo chủ nó nói tầm 20 mấy triệu đó. Đó là lý do tại sao mà Việt Nam ít có người sở hữu, có một hai người có, mình mới thấy chị này, mình chưa kiếm được người sở hữu thứ hai cái bé màu trắng. Sau khi đã chà xà bông thì tiến hành massage. Đây. Tắm là phải gội, bôi xà bông lên, rồi gội cho từng bé một. Có hai bé nâu bình thường nâu mồ nè, rất hiền, bé trắng cũng hiền mà. Ê, không bé khó chịu ta. Nó xa chưa? Cắn đi. Cắn ta cũng dám đánh đi. Con mất tiền quá, ai dám đánh đâu. Dầu bộ này là dầu bộ dành cho chó mèo nên vô hại với các bạn. Đó. Chúng ta sẽ xả nhanh bằng nước này. Em tắm là nhiệt độ bình thường đi, nên có thể xả nước máy hoặc là nước ấm cũng được. Đấy. Vô cùng đơn giản. Giờ chỉ có xả hết xà bông là xong rồi đấy nha, rồi lau khô. Thấy công việc chăm thuốc cũng đơn giản mà, chỉ phải có đam mê thôi. Đấy, thấy không nhỉ? Hơi bị khúc. Ok, sẽ tiến lại gần hơn cho các bạn xem. Mình có đổ cái điện thoại nha, đổ cái là đúng chung đó. Ok. Thank you.
chị khách xinh đẹp có thể xem và làm theo nha, đơn giản lắm. Hoặc là muốn bữa nào cứ rửa bé thì sẵn sót tắm giùm cho. Mình nóng nước hẳn luôn trời. Biết kêu hả con? Con trai ngồi quá. Ok. Thủ lại cái phần nữa. Thấy, chịu một cái tắt xong. Bình thường là có vợ của anh cũng tắm nữa. Tắm chùm từng bé một nó ngậm sẽ dễ hơn. Hôm nay có mình anh là phải tắm bằng cách này. Đó là làm cái lòng tắm. Bây giờ các bạn mà có nuôi sóc miệng muốn tắm gì nữa, cứ quăng vô cái lòng vậy mình tắm gì thôi, đâu có khó khăn gì đâu. Lúc mà tắm là cái lợi hơi nhiều. Đấy. Chúng ta sẽ cho tụi nó vũ lông đi. Trong lúc vũ lông thì tranh thủ mình xịt. Xịt cái sàn để đỡ dơ đã. Đó, mình xịt cái mé lòng đi nha. Sẵn đây là lần là vệ sinh lòng luôn á. Các bạn ở nhà cũng hay làm cách này. Cái nhỏ nước này cũng vô hại, muốn xịt mạnh cho các bé cũng chẳng sao. Đấy. Mình đang chỉ đang xịt lòng thôi chứ các bạn, nó không chủ sót nữa. Ok. Xong, bây giờ chúng ta tiến hành lau khô. Chuẩn bị hai cái khăn rồi. Một cái em ăn vô tự động nó bò qua bò lại là nó khô rồi. Các bạn nghe có thể dùng thêm máy sấy nha, lấy hồ sốt sẽ sấy cho nha. Đây hai khăn, một khăn để lót nè, một khăn lót thằng bé một. Hay à, sao không mấy bé Hiền bắt gạt chơi coi nghe chơi không nghe này ra lâu chưa rồi đó. Bé thì nhỏ nè, chắc baby của năm nay. Hai bé kia to hơn của năm ngoái. Bé trái cũng khỏi nói, bé trái cũng như 2-3 tuổi. Còn bé bu của shop luôn. Ê, ta đi, có gì bé trái hơi hung. Không bắt gà cũng được mà sợ khó thôi. Xong rồi ta tới con kia đi. Mày khoái massage quá. Đây. Đây đi đâu đi đâu. Đây. Này là một được hai cái nha các bạn. Wow. Đó, lát cà lấy máy sấy hoặc là lấy máy để chỗ máy quạt cũng được. Tại vì khỏe mà. Đấy. Hai bé đã xong. Vậy bây giờ ta bê trắng. Ê. Ôi bê trắng mạnh mà nhồi quá. Ê con lau mặt nè, có cào nữa. Em quay gần bé trắng luôn. Lòng nó trắng thiệt chứ các bạn, nhưng mà trắng mắt đen nha, chứ không phải mắt đỏ đâu nha. Nó mà mắt đỏ chắc còn có giá trị nữa. Đây là spot Mỹ màu trắng chứ không phải là spot albino.
Amino thì sẽ gọi là trắng mắt đỏ nha. Ê, má ơi, cắn cái dây rồi. Mấy con này phá quá. Ok, vậy là kết thúc cái buổi tắm cho ba bé sáu Mỹ đặc biệt của Tết này nha. Hey, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong cái clip sau. Nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của bé sáu nha các bạn. Xin chào.